Xin chào các em, chào mừng các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 4 của trang web olm.vn Để mở đầu cho bài sản ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với cô đến với phần khởi động. Trong phần khởi động, các bạn trao đổi với bạn bè về tên gọi của mỗi loài hoa trong các bức ảnh dưới đây. Chúng ta cùng quan sát các bức ảnh và trả lời câu hỏi sau đây. Thông qua bài tập vừa rồi, các bạn đã tìm được tên gọi của các loài hoa có trong các bức ảnh. Đầu tiên là hoa loa kèn, thứ hai là hoa chuông và cuối cùng là hoa giấy. Tiếp theo, các bạn hãy cùng với cô trả lời câu hỏi sau đây nhé. Thông qua câu hỏi vừa rồi, có thể thấy các loài hoa được đặt tên theo đặc điểm về hình dáng. Hoa loa kèn thì các bông hoa có hình dáng như một chiếc loa. Hoa chuông thì các bông hoa cũng có hình dáng như chiếc chuông. Hoa sấy thì tên của loài hoa này cũng được đặt dựa trên đặc điểm bên ngoài của nó. Đó là cá nét đẹp mỏng manh, nhưng kiên cường bởi sức chịu hạn khá tốt. Cho hoa quanh năm, hơn nữa, các cánh hoa của loài hoa này trông khá giống những tờ giấy mềm mại, mỏng manh. Vừa rồi, chúng mình đã biết đến một số loài hoa có tên gọi được đặt dựa vào đặc điểm của chúng. Ngoài ra, còn rất nhiều những loài hoa khác cũng có những cái tên thể hiện được đặc trưng của riêng nó, ví như hoa hướng dương, hoa hồng, hoa hạnh phúc, vân vân. Trong bài giảng này, chúng ta cùng đến với một câu chuyện. Kể về sớm bờ dậu, với sự xuất hiện của một loài hoa đã làm thay đổi không khí của cái xóm nhỏ này. Chào mừng các bạn đến với bài học Hoa Cúc Áo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đọc văn bản. Với bài tập đọc ngày hôm nay, các bạn cần chú ý dòng kể thông thả trong trẻo dòng cụ giáo cốc trầm tĩnh sâu lắng dòng anh dế chậm rãi vui tươi nhấn giọng ở câu cảm và những từ ngữ chỉ đặc điểm của hoa cúc áo tâm lý của các nhân vật trong bài bên cạnh đó các bạn cũng cần chú ý vào một số từ ngữ khó phát âm như là lộng lẫy ngát hương ngó nghiêng loay hoay khi đọc chú ý cách ngắt nghĩ và luyện đọc một số câu miêu tả, những câu thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Bài đọc ngày hôm nay tương đối dài, chính vì thế chúng ta có thể chia đoạn để luyện đọc và tìm ý. Bài đọc có thể được chia ra làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu đến hương sắc mới. Đoạn thứ hai, tiếp theo cho đến sướng ngẩn người và đoạn thứ ba là phần còn lại bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình và đọc qua bài tập đọc này cùng với cô nhé hoa cúc áo xóm bờ sậu quanh năm vắng vẻ bỗng có thêm người tới định cư cô hoa cúc áo cô cúc áo từ đâu chuyện đến không ai biết một sớm mai thức dậy cụ giáo cốc thấy cô đứng khép nép bên con đường mòn thân hình cô mảnh mai với những chiếc lá xanh non bé xíu. Cô như lẫn vào đám cỏ dài, phải là người tin tường như cụ sáu mới nhận ra. Ngày tháng qua mau, mùa xuân ấm áp đang về, và buổi sáng chủ nhật tuyệt vời ấy đã tới. Cụ sáu cốc thức dậy trong mùi hương nồng nàn nghe tiếng lao sao, cụ chống gậy, thận trọng dò từng bước ra cửa. Chào, cô cúp áo như đã hóa thân thành người khác, phô bày tất cả vẻ lộng lẫy của mình qua những bông hoa vàng rực ngát hương. Bên cạnh, anh dế còm đứng ngay nhìn, bác xuống đất gật gù thắng phục, và chị cào cào áo xanh váy đỏ là người xóm bên đi ngang qua cũng dừng lại ngó nghiêng. Xóm bờ dậu từ lâu thiêu thiêu ngủ, nay bỗng bừng tỉnh trong hương sắc mới. Trưa hôm đó, dế còm sang chơi nhà cụ sáu cốc, loay hoay mãi anh chàng mới dám đọc cho cụ nghe bài thơ mới làm có nhan đề nàng từ đâu tới. Nàng từ đâu tới, nàng diện áo vàng, vàng như nắng sớm, hương thơm điệu đàn. Này ông run đất, này chị cao cao, này cụ sáu cốc, bây giờ tính sao? Tính sao thì tính, người đẹp nhường kia, hồ khẩu bờ sầu, nhập vào miệng chê. Cụ giáo cốc nghe xong ho khù khù, thú vị, thú vị, đưa được cả hồ khẩu vào thơ, giỏi. Nghe cụ giáo khen, dế cơm sướng ngẩn người. Cuộc đời kỳ diệu thế đấy, cô nàng cúc áo với những bông hoa xinh nhỏ chỉ trong vòng buổi sáng đã biến anh dế thành nhà thơ theo trần đức tiến trong bài đọc này các bạn cần chú ý một số từ ngữ như là hoa cúc áo là loài cây nhỏ có hoa màu vàng giống như cái cúc áo bờ rào là hàng rào để ngăn sân vườn bằng tấm tre nứa hoặc hàng cây nhỏ và rậm. Định cư nghĩa là sống cố định và lâu dài ở một nơi nào đó. Tin tưởng là có khả năng nhận biết nhanh nhạy và rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. Ngó nghiêng nghĩa là nghiêng đầu bên nọ bên kia để quan sát. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc qua bài tập đọc Hoa Cúc Áo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi hoa cúc áo là một câu chuyện khá thú vị về xóm bờ dầu đây là một cái xóm quanh năm vắng vẻ nhưng một hôm xóm bờ dầu có thêm một người đến định cư ai là người mới tới định cư ở xóm bờ dầu rất chính xác cô hoa cúc áo là người mới tới định cư ở xóm bờ dầu chính cụ giáo cốc đã phát hiện ra người lạ này Thật tình không ai biết cô từ đâu đến Chỉ có người tin tưởng như cụ giáo cốc Đã phát hiện ra cô đứng khép nép Bên con đường mòn vào sớm mai Thế thì mùa xuân đến Cô hoa cúc áo thay đổi như thế nào? Khi đến định cư ở xóm bờ sầu, thân hình cô hoa cúc áo mảnh mai với những chiếc lá xanh no bé xíu cô như lẫn vào đám cỏ dài, rất khó để nhận ra. Thế nhưng, ngày tháng qua mau, mùa xuân ấm áp đang về, và vào một buổi sáng chủ nhật, cô hoa cúc áo đã có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Cô hoa cúc áo phô bày tất cả vẻ lộng lẫy của mình qua những bông hoa vàng rực ngát hương. Chính sự thay đổi này đã làm những người sống ở xóm bờ sầu có những sự bất ngờ và thái độ khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 3 để làm rõ thái độ của mỗi cư dân xóm bờ dầu thế nào trước sự thay đổi của cô cúp áo. Chúng ta thấy được rằng mỗi cư dân sớm bờ dầu trước sự thay đổi của cô hoa cúc áo có những thái độ khác nhau. Đầu tiên là cụ sáu cốc thức dậy trong mùi hương nồng nàn và rất ngạc nhiên. Anh dế còm thì đứng ngay nhìn mê mẩn, bé xuân đất thì gật gù thắng phục, còn mấy chị cao cao thì ngó nghiêng một cách rất tò mò. Có thể thấy mọi người ở nơi này đều ngạc nhiên, say mê, thích thú trước vẻ đẹp của cô hoa cúc áo. Sự xuất hiện của cô đã làm bừng tỉnh xóm bờ dậu từ lâu đã thiêu thiêu ngủ. Sau khi trả lời được câu hỏi 1, 2 và 3, chúng ta có thể rút ra được ý của đoạn thứ nhất đó chính là Thái độ của cư dân xóm bờ dậu trước sự thay đổi của cô hoa cúc áo. Vào ngay trưa hôm đó, Dế Còm đến nhà cụ Sáu cốc và đọc cho cụ nghe bài thơ Nàng Từ Đâu Tới nói về cô Hoa Cúc Áo. Cuộc trò chuyện của anh Dế Còm và cụ Sáu cốc có gì đặc biệt? Chúng ta thấy rằng cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật này có điểm đặc biệt ở chỗ. Thái độ ban đầu của anh Dế Còm còn rụt rè nhưng cuối cùng dám dũng cảm đọc cho cụ giáo cốc nghe bài thơ viết về cô hoa cúc áo. Điểm độc đáo còn thể hiện qua bài thơ mà anh dế đã tự sáng tác. Anh dế đã đưa được hộ khẩu vào bài thơ. Rất thú vị, đúng không nào? Sau khi trả lời được câu hỏi số 4, chúng ta có thể rút ra được ý của đoạn thứ hai đó chính là cuộc trò chuyện thú vị sữa anh dế còm và củ sáo cốc. Dựa trên ý của đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai, sau khi trả lời được tất cả các câu hỏi từ 1 đến 4, chúng ta cũng có thể rút ra được ý của đoạn thứ ba đó chính là anh dế còm thay đổi nhờ vào cô hoa cúc áo. Câu hỏi cuối cùng đặt ra cho các bạn đó là em học được điều gì ở tác giả về cách sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy chúng ta có thể thấy được rằng trong bài đọc này tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa ở việc gọi các nhân vật là các con vật bằng các từ ngữ dùng để gọi con người. Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng rất nhiều những từ ngữ tả hoạt động trạng thái của con người để tả hoạt động trạng thái của con vật. Dựa trên những gợi ý của cô, các bạn có thể trả lời câu hỏi này theo suy nghĩ riêng và cảm nhận của riêng mình. Ví dụ như, các bạn có thể học được cách dùng từ ngữ chỉ người để gọi các con vật khiến cho bài văn trở nên sinh động gần gũi giàu cảm xúc hơn như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau trả lời các câu hỏi có trong bài đọc ngày hôm nay bây giờ hãy cùng với cô khái quát về nội dung chính của bài đọc nhé sự xuất hiện của cô hoa cúc áo khiến khung cảnh con người ở xóm bờ sầu trở nên tươi mới vui vẻ hơn qua đây tác giả ca ngợi cuộc sống bình dị vui vẻ, lạc quan, tràn chứa tình cảm ở xóm bờ sầu. Những nội dung khái quát vừa rồi cũng như là ý nghĩa thông điệp được rút ra từ bài đọc đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài giảng tiếp theo.